chào các bạn. Tình hình là mình đang ở Tây Ninh. Hôm nay mình đi ăn đám hỏi xa nha bạn, đám hỏi ở Tây Ninh nha. Sẵn mình sẽ review coi lên Tây Ninh ăn đồ chay là gồm những món gì. Đây là bà ngoại mình với lại má mình nè. Rồi mấy bà dì nữa. Hôm nay mình đi là 16 người luôn các bạn ơi. Đợi đâu rồi, đợi Hương đâu rồi. Chạy hả? Nó không dám lên TV. Thôi, đẹp trai chết chơi. Đã đi ăn đám hỏi ai cũng mặc đồ đẹp trai hết và ngại gì thấy không? Nhìn ăn lên hình đã không? Cái đầu nắm kìa. Cái gì của mình đồ quá trời luôn các bạn ơi. Áo dài hết luôn. Mặc đồ đẹp trong à. Giờ ngồi đây chờ tới đúng 10 giờ mới vô ăn đám hỏi được các bạn. Giờ hiện tại là mất 9 giờ à. Chạy hả? Đầu anh có cái cọng gì tròn tròn nào chỉnh vô bố bấy. Tự nhiên chỉnh dính cái cọng tròn tròn kìa. Đó. Phiêu chưa? Hương ghen nặng, Hương ghen 3kg hả? Còn ăn ghen 5kg. Dở coi cái này cái gì? Sao dở được, có anh dở cho em coi được. Đây. Đây là thanh long nè. Apple. Ai bưng trầu đi trà là người đi trước nè. Đây, chị nghe nè, chị trầu. Vậy là con đi trước đúng không? Ừ, hả? Rồi, ok. Đâu, con quay chúng con tắt mà. Tắt cho quay. Bây giờ là... con đi trước cho tới 1 tí hả? Tí đâu rồi? Bác ba là phải đi trước á. Cho tới con. Lấy đâu rồi? Ủa tí đâu tiêu rồi. Con cái để phụ này đi với cái ông đại diện á. Đợi xíu đi, sẽ đợi chút xíu đi. Cho tới con đi sao? 1 tiếng mới đúng. Với lại cái phiếu tất cả. Để phụ đi trước nè, tí lẹ tí. Đúng chưa? Rồi cho hết chưa? Rồi rồi thôi gửi phụ nè, gửi phụ đi thứ hai nè. Rồi tới áo anh đi thứ ba rồi qua khai rượu rồi tới rồi mấy quả đứng liền vô quả liền vô liền quả vô nha em chơi liền quả vô rồi xong ở đằng sau thì nói đi rồi xong rồi ok rồi. Đây đi ngồi trong giấy có mày đại nè đây mình là hôm nay là đãi ăn chay hết luôn chả rồi chay hết luôn á. Chai hết nè. Dạ. Đó cũng đẹp. Dạ. Xôi hả? Dạ. Xôi bó nè. Này xôi, xôi bó. Mở ra cho một bàn luôn. Wow, xôi chiên luôn. Ngon. Xôi chiên. Còn đây là gì ta? Lẩu. Lẩu hả? Ừ. Lẩu này né. Né. Này nè. Này là tứ bủ. Nó lẩu. Còn bên kia bên đây là lẩu. Ở bên đó phải gọi là gì phải gọi là chai luôn. Bánh hồng cơm. Gọi là gì chung. Gọi nhìn cũng nóng dẫn ghê luôn các bạn ơi. Gọi. Gọi là củ dừa á. Củ dừa á. Gọi củ bóng dừa. Đang còn chờ con dâu các bạn ơi. Ăn làm gì đó mồ hôi dữ rồi. Căng thẳng quá cô vô chưa. Căng thẳng. Nè cho em có bông luôn nè. Nhờ mày căng thẳng đổ mồ hôi này. Từ 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 sao làm lại đi.
thấy cái chữ gì đó. Rồi nhìn đây, nhìn đây, hay đứng nhìn đây, cười tươi nè, cười đẹp. Ok, rồi để xuống. Cười gì đó, cười lên. Đúng rồi. Cứ nhấp nhấp cái màu đi. Rồi, đó. Để nhận vô thấy rõ ràng nha. Ờ rồi, để nhận cái đi. Rồi, chú để gần bông. Rồi, cũng để tay lên bông. Rồi, đeo đi vô. Đưa tắm đi nha. Dài, giờ đi dài các bạn ơi. Lên trước, lên trước. Ai mong quả gì lên trước. Nobody, nobody, nobody. Chỉ có mình chú rể là đói à, ăn được có mấy cục à, hai ba cục à, đói quá chắc chung về phải ăn quá. Anh ơi, kiểm tra là coi chừng thiếu người nha, điểm danh nha, điểm danh nha. Xem những người bên cạnh.
À, nói chung là bây giờ hôm nay là mình quay một clip vlog ngắn là mình đi đám hỏi với mấy bạn. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt.